Sau hơn 2 tháng xác minh, Tri Cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Khánh Bình, An Giang cho biết có đủ căn cứ xác định vụ việc có dấu hiệu hình sự tội vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới, nên đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự vụ vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới xảy ra tại Cửa khẩu Khánh Bình. Đồng thời, Tri Cục đã chuyển hồ sơ vụ việc cho Viện Kiểm sát nhân dân cung cấp để bàn giao cho cơ quan công an tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Trước đó, ngày 25 tháng 4 năm 2024, Tri Cục Hải quan Cửa khẩu Khánh Bình phối hợp cùng Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu Khánh Bình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát làm thủ tục xuất nhập cảnh và xuất nhập khẩu tại Cửa khẩu Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang, phát hiện hai người điều khiển xe mô tô từ hướng Campuchia về Việt Nam theo luồng nhập cảnh đi qua khu vực làm thủ tục hải quan, nhưng không dừng lại khai báo làm thủ tục hải quan theo quy định. Lực lượng hải quan và bộ đội biên phòng tại cửa khẩu đã yêu cầu hai người trên dừng phương tiện để kiểm tra. Qua kiểm tra phát hiện trong túi sách màu đen của người phụ nữ mang theo trên người, có chứa tiền mặt Việt Nam đồng, tiền ngoại tệ nên lực lượng phối hợp đã yêu cầu hai người về trụ sở tri cục hải quan cửa khẩu Khánh Bình để làm rõ. Tại trụ sở tri cục hải quan cửa khẩu Khánh Bình, lực lượng phối hợp tiến hành kiểm tra trong túi sách của người phụ nữ tên Đặng Thị Út có gần 280 triệu đồng, 830 USD, 49.000 riel, không khai báo hải quan theo quy định khi làm thủ tục nhập cảnh. Ngoài vụ việc nêu trên, trước đó Tri Cục trưởng Tri Cục Hải quan Cửa khẩu Tịnh Biên đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới đối với ông Hồng Tấn Quý về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với số tiền 350 triệu đồng và bàn giao hồ sơ vật chứng vụ án cho cơ quan cảnh sát điều tra, công an thị xã Tịnh Biên để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Hiện công an An Giang đang mở rộng điều tra, xử lý hai vụ vận chuyển trái phép tiền tệ nêu trên.